Chào mừng các cậu đã quay trở lại với What You Wear Cartoon về series We Bear Bears. Trong series này, tôi sẽ cùng các cậu phân tích những góc tối của xã hội mà ba anh em gấu sinh sống. Video này là quan điểm cá nhân của tớ với một góc nhìn khác trong series. Đương nhiên, màu sắc trong video sẽ có chút creepy và u ám. Vậy nên, nếu các cậu không muốn mất đi sự trong sáng, vui tươi về những thước phim trong bộ hoạt hình này, thì cân nhắc trước khi xem, hoặc xem xong thì tự tẩy não nhé. Trước khi bắt đầu video, có một thông báo nhỏ xíu là mẫu áo Ice Bear của Fan Store đã restock rồi nè. Nhanh tay đặt hàng để các cậu có thể chọn được mẫu áo mình ưa thích nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu với video thôi nào. Let's go! 1. Tuổi thơ đày đọa của ba anh em gấu. Ba chú gấu Grizzly, Panda, Ice Bear giống như những đứa trẻ mồ côi, họ gặp nhau và trở thành bạn. Cuộc sống mà chúng nghĩ rằng sẽ tốt hơn là phải nên hòa nhập với phong cách sống của con người và có một cuộc sống thật bình thường. Tuy vậy, trong cốt lõi, chúng vẫn là động vật hoang dã và chúng có thể đang ở trong một thực tế phũ phàng. Các loài động vật hoang dã có thể đồng hóa và trở thành con người nếu chúng được thuần luyện đúng cách. Ngoài chúng ra, còn có những con vật khác như Nom Nom, Charlie, đám măng đào bồ câu hay đến cả con chuột hamster có thể là nạn nhân của những nghiên cứu sinh học muốn biến động vật trở nên thông minh hơn. Đó chính là tội ác khi đã phá vỡ đi quy luật tự nhiên của động vật, sự đa dạng sinh học. Về anh cả Grizzly, không biết thực sự gia đình gấu nâu như thế nào, lý do gì mà cậu lại bị mắc kẹt ở trên cây cao, việc sau khi cậu được cảnh sát chữa cháy cứu, điều cậu được sống không phải là trả về môi trường tự nhiên, mà là làm diễn viên trong một xưởng phim, diễn đủ thứ trò trên đời. Nạn bạo hành động vật tại những rạp xiếc tuy không được khắc họa rõ nét trong tập phim ấy, nhưng tớ nghĩ việc rời bỏ đoàn làm phim, tránh xa sự nổi tiếng và lên đường tìm một gia đình là điều bản năng vốn có của một con gấu. Tiếp theo là Panda, tuổi thơ bị giam cầm trong môi trường nhân tạo, một mình gấu trúc sống ở đó, bố mẹ của Panda đâu rồi? Nói đến đây, tớ thực sự rùng mình khi nhớ lại tại Trung Quốc trước kia xảy ra nhiều vụ bắt trái phép gấu trúc. Thực trạng đồng loại của Panda có nguy cơ tuyệt chủng vì môi trường sống tự nhiên của nó đã bị con người phá hủy phần lớn để xây dựng nhà ở và du lịch. Tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, rừng tre đã mất đi tính liên tục, chia thành những mảng nhỏ bị chia cắt khắp Trung Quốc. Điều này ngăn không cho gấu trúc di cư từ nơi này sang nơi khác để tìm kiếm thức ăn khi tre khan hiếm ở nơi chúng sống. Tương tự như vậy, sự phân mảnh của rừng tre ngăn cản các nhóm gấu gặp gỡ và tương tác với các nhóm khác cùng loài. Điều này ảnh hưởng đến quá trình đa dạng di truyền, đảm bảo lợi ích của loài. Chu kỳ sinh sản của gấu trúc rất chậm và phức tạp, nói thẳng ra là rất khó kiếm bạn tình để tạo ra thế hệ mới. Điều này càng được khẳng định rõ không chỉ bởi tính đào hoa, cứ thấy cô gái nào là Panda tấp tấp vào, mà ông giáo sư cũng từng khẳng định gấu trúc tìm bạn đời rất khó. Các lý do kể trên đã góp phần vào sự tuyệt chủng của gấu trúc, khiến tốc độ sinh sản của gấu trúc có xu hướng chậm và phức tạp cả khi tự do và nuôi nhốt. Panda có lẽ là một trong những chú gấu may mắn trước thảm họa tuyệt chủng của loài động vật dễ thương này. Cuối cùng, em út Ice Bear. Nếu sự rụt rè ít nói của Ice Bear, các cậu có thể nghĩ là tính cách siêu ngầu, lạnh lùng boy, mẫu đàn ông lý tưởng khiến chị em xỉu lên xỉu xuống, xỉu ngang xỉu dọc. Thì đã bao giờ các cậu nghĩ rằng tuổi thơ của Ice Bear đã phải trải qua thực sự tồi tệ rất nhiều so với hai người anh, gây ra sang chấn tâm lý chưa? Khả năng cao trước đó, gấu trắng đã chứng kiến những cảnh tượng thực sự kinh hoàng về mẹ và đồng loại của cậu bị săn đuổi, giết chết, khiến tính cách của cậu ta luôn lầm lì, ít nói. Bắc Cực, nơi khí hậu nghiệt ngã, tỷ lệ sinh của gấu tại đây đã vô cùng thấp, lại phải liên tục chạy trốn trước những gã săn trộm gấu. Thông thường, một con gấu trắng nhỏ sẽ luôn được sống cùng mẹ nó trong khoảng thời gian dài cho độ tuổi trưởng thành để tự tách ra, kiếm ăn độc lập. Nhưng trong tập phim Yuri and the Bear, Ice Bear còn bé đã phải tự đi săn một mình. Chi tiết tên đầu sỏ nhóm thợ săn choàng một chiếc áo làm từ da và lông gấu. Tớ nghĩ rất có thể mẹ của Ice Bear chính là nạn nhân của những tên săn gấu này. Ice Bear chỉ đã may mắn trốn thoát, may mắn nhất là được Yuri cứu mang. 2. Nơi những con gấu bị đồng hóa một cách dị biệt. Về chế độ ăn uống, thức ăn cho động vật hoang dã do con người làm ra thường không đủ dinh dưỡng và có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đối với động vật, đặc biệt nếu chúng còn nhỏ và đang phát triển. Giống như con người, động vật hoang dã cần nhiều loại thực phẩm trong chế độ ăn uống của chúng và nếu chúng ăn đầy đồ ăn vặt, chúng sẽ không nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết để sống khỏe mạnh. Thức ăn của con người không giống với thức ăn của động vật trong tự nhiên. Điều này có nghĩa rằng nếu một con trong nhóm bị ốm hoặc mắc bệnh, nó có thể lây lan trong cả nhóm. Đề cập đến vấn đề này, trong tập Bear Clans tại bệnh viện, ba anh em gấu được bác sĩ Decker kiểm tra. Họ được hướng dẫn ăn những gì loại gấu của họ ăn và tránh ăn thức ăn của con người trong 21 ngày. Grizzly ăn cá và quả mọng, Panda ăn tre trúc và Ice Bear ăn hải cẩu. Đồ ăn trước kia của ba chú gấu hoàn toàn là của con người. Điều này thực sự tồi tệ và ảnh hưởng rất lớn đến thói quen của ba anh em gấu. Về sở thích,
Bác chú gấu cũng có những sở thích riêng rất giống con người. Chúng cũng thích xem TV và nghiện mạng xã hội. Các thói hư tật xấu cũng bộc lộ rõ trong tính cách của ba anh em. Ngoài ra, trong tập Adopted Season 4 tập 14, xuất hiện một con gorilla bị một nhà tài phiệt nuôi nhốt một cách bất hợp pháp. Hắn ta đấu giá ba chú gấu chỉ để làm đồ chơi cho con khỉ đột kia. Hành động vô nhân đạo, đối xử tàn ác với động vật thực sự là một sự ngược đãi. Khu rừng mà ba anh em gấu sống không ít lần bị những kẻ xấu xâm phạm, bẫy răng ở khắp mọi nơi, cháy rừng cũng suy diễn ra. Về nơi sinh sống, ít nhất không dưới 2 lần, ba chú gấu mất nhà. Môi trường sống của các con vật trong khu rừng cũng bị thu hẹp, mường nguy ở khắp nơi. Khi có những kẻ săn thú vật điên cuồng hay những tên gắn mác là kiểm lâm nhưng lại muốn phá hủy cả khu rừng để làm sân gôn. Trong tập Bubble, Season 4 tập 22, chất thải từ nhà máy xả thẳng trực tiếp ra môi trường. Nó suýt nữa thì giết chết Panda và Charlie, chứng tỏ thành phố mà ba chú gấu ở cũng trong tình trạng ô nhiễm. Đến cả khi ba anh em muốn được tắm hồ như trong tập Private Lake thì cũng bị con người đến chiếm, xả rác ra đó. Ý thức môi trường vô cùng kém. Tất cả đều do con người và pháp luật chưa thực sự nghiêm minh trong xã hội của những chú gấu, tàn nhẫn một cách chủ động và thụ động. 3. Hồ sâu danh vọng thực ra cũng chỉ là một trò tiêu khiển. Đối với một số người có một cảm giác thích thú đối với động vật, những người này tin rằng họ có quyền sử dụng động vật theo bất kỳ cách nào họ muốn, thường là để kiếm tiền. Điều này thể hiện rất rõ trong nhân vật Nom Nom được nhân cách hóa, nhưng chung quy, cậu cũng chỉ là một trò giải trí, tiêu khiển của những kẻ sống ảo trên mạng, khai thác động vật dưới danh nghĩa giải trí. 4. Bất công xã hội. Tôi đã đọc ở đâu đó cái giả thuyết vô cùng đen tối từ một cái đầu biến thái không biết của ông nào, cho rằng ba anh em gấu Grizzly, Panda, Ice Bear không thực sự là gấu, thay vào đó là những con người cảm thấy họ bị ruồng bỏ trong xã hội. Dẫn chứng mà họ đưa ra là trong một tập phim khi gấu trúc phải nhập viện vì bị dị ứng đậu phộng. Dường như điều này không có khả năng xảy ra với gấu. Thay vì đến gặp bác sĩ thú y, gấu trúc được đưa đến bệnh viện. Ngoài ra, mỗi khi lũ gấu đi chơi, không ai tỏ ra sợ hãi trước việc có ba chú gấu đi lang thang khắp trên đường phố. Trong một tập khác, gấu trúc hẹn hò với một cô gái là con người. Tại sao một chương trình dành cho trẻ em lại khuyến khích kiểu quan hệ này? Nghe đến đây, chắc không chỉ tớ mà có rất nhiều bạn cảm thấy nó thật là fucking bullshit như thế nào. Điều hiển nhiên là nếu ba anh em kia không phải là gấu, thì nghiên cứu về loài gấu của cô bé Chloe Park nó là gì? Xã hội bất công trong We Bare Bears mà tớ muốn nhấn mạnh đó là đang sống trong một thế giới không chỉ nhắm mắt làm ngơ trước sự tàn ác với động vật mà còn dung túng cho nó, dù là thông qua sự thờ ơ hay thiếu nghiêm minh của luật pháp. Cũng trong nhiều tập phim phản ánh thực trạng Azure làm theo phong trào bảo vệ môi trường nhờ vào dùng túi tốt của một bộ phận các bạn trẻ trong tập Tot Life, những thói hư tật xấu của con người được châm biếm một cách nhẹ nhàng qua từng tập phim. Vậy là chúng tôi đã cùng các cậu phân tích một góc nhìn có vẻ tiêu cực về xã hội We Bare Bears. Nếu các cậu có những quan điểm khác thì đừng quên để lại comment, chia sẻ cái nhìn của các cậu về vấn đề này nhé. Cảm ơn các cậu đã xem hết video này. Đừng quên để lại like và subscribe cho Way Too Weird Cartoon nha. Còn bây giờ, Way Too Weird out.